Tát, do đó được thành đạo, ba môn chứng rốt ráo, gọi cứu cánh Niết Bàn. Khi ấy, Biện Âm Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu quanh Phật ba vòng đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại Bi Thế Tôn, pháp môn này thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, theo những phương tiện ấy, tất cả Bồ Tát muốn vào cửa Duyên Giác phải có mấy thứ tu tập. Xin Phật vì đại chúng trong hội và chúng sanh đời mạt pháp dùng phương tiện khai thị, khiến ngộ nhập thật tướng. Ngài Biện Âm Bồ Tát nói xong, nằm dốc gieo sát đất, đảnh lễ thư thỉnh ba lần như vậy. Bấy giờ Phật bảo Biện Âm Bồ Tát rằng: lành thay, thiện nam tử, người khéo vì đại chúng và chúng sanh đời mạt pháp hỏi Như Lai về sự tu tập như thế. Này ngươi hãy lắng nghe, ta sẽ vì ngươi mà thuyết. Khi ấy, Biện Âm Bồ Tát và đại chúng hoan hỷ vâng lời Phật dạy, im lặng mà nghe. Thiện nam tử, tất cả Như Lai viên giác trong sạch, vốn chẳng có sự tu tập và kẻ tu tập. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nương theo tâm chưa giác, dùng huyễn lực tu tập, khi ấy thì có 25 thứ định luân trong sạch. 1. Nếu những Bồ Tát tu pháp cực tịnh, do sức tịnh được dứt hẳn phiền não, thành tựu rốt ráo nên chẳng rời chỗ ngồi, liền vào Niết Bàn, Bồ Tát này gọi là chuyên tu thiền quán Samatha. 2. Nếu những Bồ Tát tu pháp quán như huyễn, dùng sức Phật tánh biến hóa thế giới và đủ thứ tác dụng để thực hành diệu hạnh trong sạch của Bồ Tát, nơi pháp tổng trì chẳng lạc mất tịch niệm và tịnh huệ, Bồ Tát này gọi là chuyên tu thiền quán Tam Ma Bát Đề. 3. Nếu những Bồ Tát chuyên diệt các huyễn, chẳng cần tác dụng mà tự dứt phiền não, khi phiền não dứt sạch liền chứng thật tướng, Bồ Tát này gọi là chuyên tu thiền quán Thiền Na. 4. Nếu những Bồ Tát trước tu cực tịnh dùng huệ tâm của tịnh để chiếu soi kẻ huyễn vô minh, liền ở trong đó khởi hạnh Bồ Tát, Bồ Tát này gọi là trước tu thiền quán Samatha, sau tu thiền quán Tam Ma Bát Đề. 5. Nếu những Bồ Tát tu theo tịnh huệ, chứng được tánh cực tịnh, liền dứt phiền não, lìa hẳn sanh tử, Bồ Tát này gọi là trước tu thiền quán Samatha, sau tu thiền quán Thiền Na. 6. Nếu những Bồ Tát tu theo huệ tịch tịnh, lại hiện sức quyển hóa biến hiện đủ thứ thân tướng để độ chúng sanh, sao mới dứt phiền não mà nhập tịch diệt, Bồ Tát này gọi là trước tu Samatha, giữa tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Thiền Na. 7. Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh dứt phiền não rồi, sao mới thành diệu hạnh trong sạch của Bồ Tát để độ chúng sanh, Bồ Tát này gọi là trước tu Samatha, giữa tu Thiền Na, sau tu Tam Ma Bát Đề. 8. Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh tâm dứt phiền não rồi lại độ chúng sanh, kiến lập thế giới, Bồ Tát này gọi là trước tu Samatha, sau đồng thời tu hai thiền quán Tam Ma Bát Đề và Thiền Na. 9. Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh để sanh khởi biến hóa, sao mới dứt phiền não, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Samatha và Tam Ma Bát Đề, sau tu Thiền Na. 10. Nếu những Bồ Tát dùng sức cực tịnh để đưa đến tịch diệt, sao lại khởi tác dụng biến hóa thế giới, Bồ Tát này gọi là đồng thời tu hai thiền quán Samatha và Thiền Na, sau tu Tam Ma Bát Đề. 11. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tùy thuận đủ thứ cho đến cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Samatha. 12.
Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa, biến hiện đủ thứ cảnh giới mới đến tịch diệt, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Thiền Na. 13. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa để làm Phật sự, an trụ tâm nơi tịch tịnh mà dứt phiền não, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, giữa tu Samatha, sau tu Thiền Na. 14. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tác dụng vô ngại để dứt phiền não, an trụ tâm nơi cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, giữa tu Thiền Na, sau tu Samatha. 15. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa tác dụng phương tiện để tùy thuận hai thiền quán cực tịnh tịch diệt, Bồ Tát này gọi là trước tu Tam Ma Bát Đề, sau tu hai thiền quán Samatha và Thiền Na. 16. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa sanh đủ thí dụng để đến cực tịnh, sau mới dứt phiền não, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Tam Ma Bát Đề và Samatha, sau tu Thiền Na. 17. Nếu những Bồ Tát dùng sức biến hóa để đưa đến tịch diệt, sau an trụ nơi tịnh lự trong sạch vô tác, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Tam Ma Bát Đề và Thiền Na, sau tu Samatha. 18. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mà sanh khởi cực tịnh, trụ nơi thanh tịnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, sau tu Samatha. 19. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mà sanh khởi tác dụng, tùy thuận công dụng tịch chiếu để chiếu soi tất cả cảnh, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, sau tu Tam Ma Bát Đề. 20. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt tùy đủ thứ tự tánh an trụ nơi tịnh lự mà sanh khởi biến hóa, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, giữa tu Samatha, sau tu Tam Ma Bát Đề. 21. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt và tự tánh vô tác nơi cảnh giới trong sạch sanh khởi tác dụng rồi trở về tịnh lự, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, giữa tu Tam Ma Bát Đề, sau tu Samatha. 22. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt mỗi mỗi thanh tịnh trụ nơi tịnh lự mà sanh khởi biến hóa, Bồ Tát này gọi là trước tu Thiền Na, sau đồng thời tu hai thiền quán Samatha và Tam Ma Bát Đề. 23. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt để đưa đến cực tịnh mà sanh khởi biến hóa, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Thiền Na và Samatha, sau tu Tam Ma Bát Đề. 24. Nếu những Bồ Tát dùng sức tịch diệt sanh khởi biến hóa, đưa đến cảnh huệ trong sạch sáng tỏ của cực tịnh, Bồ Tát này gọi là trước đồng thời tu hai thiền quán Thiền Na và Tam Ma Bát Đề, sau tu Samatha. 25. Nếu những Bồ Tát dùng trí huệ viên giác chiếu soi đầy khắp tất cả các tánh các tướng mà chẳng lìa giác tánh, Bồ Tát này gọi là tùy thuận vốn trong sạch của tự tánh mà viên tu ba thứ quán. Thiện nam tử, những thiền quán kể trên gọi chung là 25 định luân của Bồ Tát. Tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời mạt pháp nếu tu theo định luân này nên thực hành như thế: phải trì phạm hạnh, thực hành thanh tịnh hạnh, lắng lòng quán tưởng thiết tha cầu sám hối trải qua 21 ngày. Ở nơi 25 định luân, mỗi mỗi đều ghi dấu cho rõ ràng, rồi thành tâm khẩn cầu, rồi tùy tay lấy một dấu hiệu, y theo dấu hiệu đã ghi, liền biết rõ các pháp đốn tìm, pháp nào thích hợp với mình. Nếu có một niệm nghi hoặc thì chẳng thể thành tựu.
ấy, Thế Tôn muốn giảng lại nghĩa này mà thuyết kệ rằng: Biện Âm, ngươi nên biết, tất cả các Bồ Tát huệ trong sạch vô ngại đều nương thiền định sanh, gọi là Sampatha, Tam Ma Đề Thiền Đa. Theo ba pháp đốn tiệm, có 25 thứ, mười phương chư Như Lai, tất cả người tu hành đều do tu pháp này mà được thành Bồ Đề, chỉ trừ kẻ đốn ngộ, kẻ tham tổ sư thiền và tiễn đề chẳng tin. Kẻ chẳng tin Phật pháp, tất cả các Bồ Tát và chúng sanh mạt pháp thường nên giữ luân này, tùy thuận siêng tu tập theo sức đại bi Phật, chẳng lâu chính niết bàn. Khi ấy tịnh chư nghiệp chướng Bồ Tát ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh Phật ba vòng, đảnh lễ chân Phật, chắp tay quỳ gối bạch Phật rằng: Đại bi Thế Tôn đã vì chúng con giảng rõ những hành tướng bất khả tư nghị nơi nhân địa của tất cả Như Lai, khiến đại chúng được pháp